Hello, xin chào mọi người lại đến với channel của Hưng Nguyễn. Hôm nay thì mình cũng nhờ cái khách hàng đã có một cái lứa thanh long thử nghiệm bằng thuốc BRH chấm thành công ha, đã cho trái nó ửng hồng rồi, chững vàng rồi. Và đây là một cái lượt trái rất là ít thôi, khoảng 100 trái thôi. Thành ra cái độ chăm sóc của cái chủ vườn chắc cũng không có mặn mà bằng những cái hàng mà vài tấn đâu. Đây thì có lẽ cũng chỉ là để tham khảo thôi. Đây là chị Pho ở Tiền Giang nha. Tân Phước, Tiền Giang. Lâu rồi mình cũng muốn quay những cái cảnh mà cái mẫu trái nó bằng BRH mà nó ra chín. Nhiều anh em nói là cái sản phẩm nó bị lỗi và cái sản phẩm nó bị sọc. Không có cái chuyện đó, sọc là do anh chị em làm cái cách nào đó bằng thuốc hoặc là những cái dòng sản phẩm thanh long ghép ghép ở trên nhiều nhiều giống, có nghĩa là từ thanh long vàng hoặc là thanh long trắng ghép qua đỏ hoặc đỏ ghép qua trắng nhiều lần, nó thành F4 F5 thì nó sẽ đột biến gen rồi nó gây ra những cái trái mà nó sọc trái hoặc là nó bị dị tật trái. Còn cái này, cái mẫu này nó rất là hoàn hảo ha, không có bị gọi là cái gì mà dị tật trái hết đó, y như hàng mùa, không khác gì hàng mùa cả. Đó, cái này là tôi chậm cho mọi người cùng coi về cái, có lẽ là chị cũng không chuyên nghiệp về quay, thành ra thì cái hình ảnh thì nó cũng không có được chuẩn cho lắm, thì chúng ta cũng có một cái hình ảnh để xem là quý quý rồi. Cảm ơn chị Phò đã giúp cho em có một cái hình ảnh, nói chung là về cái sản phẩm mà chị Phò đã chấm cách đây gần 2 tháng. Đó, nó đã chạy chỉ rồi nha, nhưng mà này, cái này chắc là không buốt tay rồi, nó đỏ thôi. Tôi tua rất là chậm để mọi người coi quan sát thử cái mẫu trái nó như thế nào. Thật sự ra thì ai cũng lo ngại khi mà cầm một cái sản phẩm BRH trong tay mà chấm vào, thì nói chung là cũng sợ. Cái giá tiền thì nó cũng hơi bị nhiều, nói chung là nó cũng mắc chứ không phải là rẻ. Mà mọi người chấm vào sản phẩm nó không được hoàn hảo thì tốn cái công và tốn tiền, cái đó cái điều ai cũng lo sợ hết. Mà nhưng hôm nay á, tôi sẽ quay cái video này tôi kiểm chứng cho mọi người ha, cái mẫu trái nó không không bị lỗi ha. Nếu nó có lỗi thì 5% trở về, chỉ có 5%. Đây là những cái bông chỉ chấm sâu nè, mọi người coi có cái gì là nó bị lỗi không. Bữa nay là ngày ngày 3 tháng 1 2020 và ngày 9 của tháng 12 2019. Chúng ta làm cái dạng này thì nó cũng hơi tốn công, nhưng mà sau này thì tôi sẽ nhập cái sản phẩm về chấm không cần tách mắt gai, nhưng mà chúng ta cần phải thử nghiệm. Nếu mà cái hiệu quả nó cao á thì chúng ta làm, cái nào nó cao hơn thì chúng ta làm, và cái giá thành BRH tương lai thì buộc cái giá thành nó phải xuống thôi. Thì tôi đi một cái lô hơi bị nhiều á, tôi đi lô lần này hơi bị nhiều thì về cái giá thành sẽ giảm bớt cho anh em. Đỏ tay nha, này nó đỏ tay không phải là do bị thuốc ha, mà này cái này là do chắc chị pho chắc nó cũng ít thành ra không buốt tay. Cũng nói thêm là nếu mà mọi người gặp tình trạng mà khói đèn thì mọi người nên nhớ một cái điều này, nó rất là quan trọng. Khói đèn cái hàng mùa này thì nó ít gặp phải, nhưng mà cái hàng mà lúc bắt đầu nó chuyển qua từ mùa mưa qua mùa nắng
thì vào vào dập đông nữa thì nó rất là dễ bị sinh khói đen. Về cái thanh long chúng ta nó mà thiếu, chỉ cần thiếu những cái dưỡng chất là canxi, bo hoặc là magie, nó thiếu canxi hoặc là đồng sắt kẽm gì đó là nó sẽ xì mủ ra. Nó xì mủ ra rồi không phải là côn trùng đốt nha, côn trùng đốt là nó sẽ có vết thương, nhưng mà xì mủ ra nó có những cái mặt đường nằm ở trên trái á, thì nó sẽ bám vào những cái con bò hống, nó sẽ bám vào rồi nó sinh ra một cái loại là bò hống rất là xấu đen. Chỗ nào mà nó nặng á, là trái nó sẽ không chín luôn, nó tạo ra một cái đốm màu xanh. Thì mọi người nên nhớ chỉ có một cái cách, nó đơn giản thôi, mọi người dùng xì cọt, hoặc là nhớ là dùng khoảng 20 cc xì cọt hoặc là tinh súp ba, hai thứ cái nào cũng được. Rồi mọi người pha vào khoảng một gói Ánh Nông hai, mọi người bơm vào, bơm nói chung là bơm ướt ha, bơm ướt nó không có tác dụng gì lem trái hay là gì hết. Mọi người bơm vào xong khoảng bữa nay bơm thì ngày mai mọi người nên rửa, rửa mọi người nên nhớ rửa trong vòng một tuần, 7 ngày, 7 ngày liên tục. Mọi người rửa không cần kỹ, chỉ cần chúng ta tưới, chúng ta quẹt sơ qua cái thôi là để nó bong chóc thôi. Ngày đầu nó không sạch, ngày thứ hai không sạch, là khoảng 7 ngày sau nó sạch bóng. Mọi người kỹ, rửa kỹ chừng nào thì nó sạch chừng đó. Và chúng ta phải bơm định kỳ khoảng 5 ngày mọi người bơm một lần, thì khoảng 2 3 lần nó hết rồi. Đó là cái bệnh trị khói đèn rất là đơn giản nha, không cần mua thuốc mắc tiền. Mọi người đừng có nên nghe những đại lý nói thuốc này thuốc kia, thật sự ra có không, có hay không cần phải có trải nghiệm, chứ còn mà chúng ta mà nghe quảng cáo không thì nó sẽ không có hoàn hảo đâu. Cái BRH này mọi người lưu ý một điều, bông nó ra nó rất là khỏe to, sinh trưởng nó rất là khỏe nha, mà rụng đi á, nó mà rụng đi là mọi người hãy coi lại cái dinh dưỡng của trong đất của mọi người ở gốc cây á, ở thanh long mọi người có bị thiếu canxi nha. Nó thiếu canxi nó sẽ rất là dễ, thành ra chúng ta phải cần cung cấp canxi. Mọi người nên nhớ phải mua xịt búp á, dưỡng búp, mọi người nên mua canxi bo hoặc là viên sủi ó đỏ, nó cũng có cái hàm lượng canxi để nó duy trì cái bông nó không có bị rụng đi. Nên tốt nhất là mọi người nên dùng cái là Bro CBN, có nghĩa là canxi, boron và nitơ hả? Tôi sẽ có cái bài bài hướng dẫn này, mọi người cứ trông chờ vào. Mình sẽ có một cái diện rộng để mình kích mắt khoảng tầm khi nào mà rút điện, gần rút điện mình sẽ kích vào cái thanh long. Hiện tại mình có một đám mình đang trong đèn một nửa, và một nửa mình để mình kích mắt để cho mọi người cùng tham khảo, chứ không phải là mình không làm đâu. Vì mình kích, mình ý mình đánh điện một nửa và một nửa mình sẽ kích mắt, vì mình tính làm hết luôn nhưng mà không có thời gian, không có người làm nha. Bây giờ mình không có người làm, thành ra là cái chuyện mà kích mắt hàng loạt á, thì không thể nào được. Trong vòng 5 6 ngày mà mình kích mắt á, thì nó sẽ không kịp. Một ngày thì mình cho trung bình nó là 500 mắt gai á, thì mọi người một người là được 500 mắt gai. Thì mọi người cứ nghĩ là nếu mà chúng ta làm 5 ngày thì chỉ có 2.500 thôi, nếu mà chịu khó nữa thì nó giỏi lắm nó 3.000 thôi, nó cũng chưa đủ sản lượng ha. Thành ra tôi đánh đèn nửa vườn và nửa vườn mình kích mắt, thì kiếp đến thì sẽ có video rồi hẳn hoi. Đó, đây là cái mẫu trái. Rồi mình rút kết lại là cái mẫu trái này nó thành công nha, nó không có bị dị tật, không có một cái vấn đề gì xảy ra, mọi người yên tâm mình sử dụng. Rồi mọi người cứ sẽ có những cái trường hợp mà là nó xì mủ thì mọi người nên cung cấp đầy đủ, là nên nhớ là mọi người cứ cung cấp canxi cho nó. Mọi người nên đi mua boron canxi á, hoặc là chelator, hoặc là mọi người mà mua có những cái sản phẩm mà amino á, nó nhiều, rất là nhiều cái dưỡng chất để nó xịt vào, nó bù lại những cái dưỡng chất đã mất, đã thiếu hụt đi, thì nó sẽ không có bị xì mủ nữa. Còn những cái bài này thì
tương lai, trong tương lai thì mình sẽ làm về cái luật kích mắt này, thì mình sẽ nói rõ hơn làm sao để giữ cái những cái nụ hoặc là những cái trái non nó hoàn hảo, nó không bị nấm hoặc bị xước hoặc là bị bọ chỉ đó. Rồi tôi xin chào tạm biệt mọi người, rồi cảm ơn em, chân thành cảm ơn chị Pho nha. Chị Pho đã giúp em có một cái video rất là hoàn hảo nha. Rồi em xin chào tạm biệt.